mạng truyền tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ một trang web phim 18 cộng, trong đó có loạt ảnh được cho là cắt từ clip nhạy cảm của một nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Theo trang web này, nhân vật chính trong clip được cho là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng trên Facebook cá nhân. Đầu tiên, cô gửi lời xin lỗi đến nhãn hàng, người thân, bạn bè và khán giả. Đồng thời, cô xin khẳng định, người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng không phải tôi. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động của tôi và ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tôi. Trước đó, đa phần ý kiến cho rằng đoạn clip và ảnh này là giả mạo nhằm hạ bệ Ninh Dương Lan Ngọc. Bởi hầu hết các khoảnh khắc lộ mặt của nhân vật chính đều bị làm mờ nên không thể nói chính xác điều gì. Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến, thông qua các dự án phim như Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Lại Vợ Bầu. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt, cô được nhiều người ưu ái đặt với danh xưng ngọc nữ của điện ảnh Việt Nam. Trưa 2 tháng 3, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhạy cảm cắt ra từ video được cho là của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Được biết, hình ảnh này xuất phát từ một trang web 18 cộng, sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trang web trên để tên Ninh Dương Lan Ngọc kèm theo thông tin nghề nghiệp và khẳng định cô là nhân vật trong video. Ngay sau đó, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận lộ video nhạy cảm. Trong bài đăng, nữ diễn viên này viết cụ thể: "Tôi gửi lời xin lỗi đến các đối tác, người thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì khiến mọi người phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng xã hội. Tôi xin khẳng định, người trong đoạn video đang lan truyền trên mạng không phải là tôi." Cô cũng cho biết thêm, vụ việc trên là cú sốc trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của tôi. Tôi luôn giữ hình ảnh thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này. Nhiều người chia sẻ hình ảnh trong một clip nóng và cho rằng nữ chính trong clip có ngoại hình giống với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Trước ồn ào này, phía người đẹp đã có những phản hồi chính thức trên trang cá nhân. Mở đầu bài viết, cô gửi lời xin lỗi đến các đơn vị nhãn hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì khiến mọi người phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng. Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định người con gái trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội không phải mình. Cô viết: "Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tôi. Bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính và đang là đại diện cho nhiều nhãn hàng uy tín. Bản thân tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này." Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến thông qua các dự án phim như Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Lại Vợ Bầu. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt, cô được nhiều người ưu ái đặt với danh xưng Ngọc Nữ của điện ảnh Việt. Trước đó, sáng 2 tháng 3, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Lan Ngọc lộ clip nóng xuất phát từ một trang web đen. Cụ thể, dân mạng truyền tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ trang web phim 18 cộng, trong đó có những hình ảnh cắt từ clip có sự xuất hiện của một cô gái được cho là khá giống với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cùng với đó, trang web này còn cập nhật một đoạn giới thiệu khá dài về Ninh Dương Lan Ngọc với những thông tin như đây là một trong những cái tên đình đám nhất showbiz Việt, từng đóng nhiều loại nhân vật, bao gồm mỹ nhân và phản diện, từng tham gia Running Man Việt Nam. Thời gian gần đây, showbiz thế giới liên tục xuất hiện loạt clip deepfake, tức ghép mặt người nổi tiếng vào các video mang nội dung khiêu dâm nhằm câu khách. Công nghệ này khiến nhiều nghệ sĩ lao đao lên tiếng đòi bảo vệ quyền lợi.